Tập 12. Lưu Lâm, ta làm sổ của vẫn chưa về sao? Tôi sắp xong rồi, vậy chúng tôi đi trước nhé. Chúng tôi đi trước đây, tạm biệt. Tạm biệt. Tôi đợi cô ở sân thượng. Người đâu? Không phải trêu mình đó chứ? Khá lắm. Tôi tưởng tôi bị cho leo cây rồi. Không ngờ tuy cô hơi chậm nhưng vẫn đến đây. Thế nào, có thích không? Hay là cô cũng làm một cái đi? Không phải anh chán tới nổi bảo tôi lên đây chơi cái này với anh chứ? Không được sao? Nếu anh không có việc gì thì tôi đi trước đây. Đứng lại, đứng lại. Cô đừng có mà ảo tưởng. Cô tưởng tôi diễn phim thần tượng với cô thật sao? Cô yên tâm, mấy cái này tôi tiện tay gấp lúc đợi cô để giết thời gian thôi. Vậy anh tìm tôi có việc gì? Không có việc gì thì tôi không được tìm cô sao? Không có việc gì anh tìm tôi làm gì? Có phải cô đang cố ý tránh tôi không? Tôi tránh anh làm gì? Tôi đâu có nợ tiền anh. Không nợ sao? Cô nói lại lần nữa xem. Được rồi, nợ, nợ, nợ. Vừa lòng chưa? Thật là đàn ông đàn ăn mà cứ kỳ kèo. Gần đây công ty không có việc gì để làm phải không? Anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, vui lắm sao? Đúng là hơi vui. Phải rồi. Tiêu rồi, hôm nay tôi còn phải đi đón chú Lý xuất viện. Không có việc gì tôi đi trước đây. Đứng lại. Cô vội gì chứ? Anh có việc gì mau nói đi, tôi vội. Bất kiên nhẫn vậy. Vô cảm. Không nói nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Sếp Lục, nếu sao bạn thực sự rảnh rỗi quá độ như vậy thì anh có thể trồng hoa trồng cỏ hay là tán gái gì đó. Tóm lại là làm gì cũng được, chỉ cần đừng có trêu chọc tôi giống như bây giờ là được. Được không? Tôi đi đây. Đợi đã. Lại sao nữa? Cùng đi đi. Cho anh đây. Ý gì vậy? Tuy con người anh bình thường đầy tật xấu nhưng lòng dạ cũng tốt. Cái này coi như là quà cảm ơn. Nhận lấy rồi thì ăn đi. Ăn đi. Cảm ơn tôi làm gì? Còn cứng miệng chứ gì? Điều quà là ai tặng chú Lý? Là ai âm thầm trả viện phí còn chuyển đến phòng VIP? Nói ra thì mỗi chuyện đều phải cảm ơn anh tử tế nhỉ? Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không phải tôi. Được được, không phải anh. Đều là từ trên trời rơi xuống, được chưa? Anh cứ cứng miệng đi, anh cũng coi như món quà này từ trên trời rơi xuống đi, được chứ? Nhận lấy đi. Tôi ghét nhất là tiramisu. Con người của anh thật là trong lòng có nút thắt thì cái cách gỡ nó ra đi. Lấy tiramisu ra để trút giận làm gì? Anh cứ giả vờ mãi làm gì? Cô đừng tưởng cô luôn hiểu được tôi. Tôi nói không phải là không phải. Phiền phức thật đó. Tôi đây đây. Lục Tây Nặc. Lục Tây Nặc. Cái tên này sao buồn vui thất thường như vậy? Người gì đâu không biết. Vừa nãy còn hi hi ha ha, giờ thì lật mặt nhanh như bánh tráng vậy. Tức chết đi được. Lưu Lâm ơi, Lưu Lâm, con người mày quá nhiệt tình, quá lương thiện. Mình cũng không thể nào mặc kệ chuyện của chú Lý được. Xem ra mình phải chủ động đi dò hỏi chú Lý.
Không được. Anh muốn dọa chết tôi sao? Cô không làm chuyện gì trái lương tâm thì sợ gì chứ? Anh bị điên sao? Không phải anh vừa đi rồi sao? Sao lại quay về rồi? Anh muốn nghe trộm tôi nói chuyện gì chứ? Anh không nhớ như lời tôi nói với anh ở trên sân thượng công ty sao? Sao lại không có việc gì được có trêu chọc tôi? Vậy có việc thì được trêu chọc cô đúng không? Sao nói chuyện với anh lại mệt mỏi như vậy? Tôi cũng thấy nói chuyện với cô rất là mệt mỏi. Hít thở sâu, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Sếp Lục, nếu không có việc gì xin mời anh đi về cho. Sao cô biết tôi tìm cô mà không có việc gì? Chắc anh từng nghe qua câu chuyện về Soái đúng không? Chắc anh biết nhỉ? Anh nghĩ tôi bị anh trêu chọc bao nhiêu lần như vậy, tôi còn tin anh được nữa sao? Cô đừng hối hận nhé. Tôi có gì để hối hận? Hàn Quốc, du lịch đôi. Ý gì đây? Cô ngu giả hay là ngu thật vậy? Cô không hiểu sao? Anh muốn hẹn tôi đi du lịch sao? Hai chúng ta. Cô đừng có nghĩ bay bổng quá. Cái này là bạn tôi tặng. Không đi tôi cũng dứt đi. Vậy sao anh không tìm người khác? Sao không tìm Ngọc Mẫn? Cô ấy sao? Cô ấy không được. Sao lại không được? Không được là không được. Cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Sếp Lục, không phải anh bị người ta từ chối rồi đó chứ? Tôi nhớ trước đây ai đó đã nói có người đẹp xếp hàng dài bên cạnh, quanh ca yến hót. Sao thời khắc quan trọng là bị người ta từ chối như vậy? Hình như anh cũng không có sức hút mãnh liệt như bình thường anh nói. Người đẹp người ta thường được cưng chiều. Nghe nói đi Hàn Quốc ngày nào cũng ăn kim chi, nên chẳng ai muốn đi cả. Tôi bất đắc dĩ, biết cô hám rẻ, đành tìm cô. Tốt quá rồi, tôi khẳng định và chắc chắn tấm vé này thuộc về tôi rồi. Biết được đi hàng cùng tôi nên vui vậy sao? Không phải anh nói bất đắc dĩ mới tìm tôi sao? Phải. Vậy thì đừng để bản thân chịu ấm ức nữa. Nếu tấm vé này là người khác tặng anh thì anh bán rẻ cho tôi đi. Dù sao anh cũng không muốn đi. Tốt quá rồi, anh cứ quyết định chuyện này nhé. Cái bánh thơm ngon to ú ụ trên trời rơi xuống đập ngay vào mặt của mình. Anh Tây Đạt à, cảm ơn anh. Vô cùng cảm ơn anh. Tôi vẫn chưa đồng ý mà. Anh đừng có cứng miệng, tôi biết con người anh trong ngoài bất nhất. Ngày mai tôi sẽ gửi tiền cho anh. Cảm ơn nhé. Tiramisu ngon quá đi mất. Nếu họ muốn tìm mình làm người đại diện, cụ thể bao nhiêu tiền mình không quyết định được, phải tìm sếp bọn mình nói chuyện. Sử dụng ảnh và hình tượng của cậu mà sao cậu không quyết được? Chuyện này giống như diễn viên ở bên ngoài quay phim. Một tập bao nhiêu tiền diễn viên không thể nào tự quyết định được, phải tìm công ty họ đàm phán. Vậy cậu đoán xem bao nhiêu? Rốt cuộc khoảng bao nhiêu hả? Sao mình biết được? Nhưng mà cậu yên tâm, nếu họ thực sự muốn mời mình làm người đại diện thì đài mình sẽ cử người chuyên nghiệp đi đánh giá thương hiệu. Không thể nói giá cả rất hợp lý, nhưng cũng gần như vậy. Chúng ta đừng lo nghĩ nữa. Thích bao nhiêu tiền thì cứ để từng đó. Dù sao cuối cùng đến tay mình cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng để phải giữ vững tâm thái, cứ coi như số tiền đó không phải của mình. Xem ra mình không thể thuận nước dong thuyền rồi. Mình hỏi cậu nhé, theo như cậu quan sát, cậu thấy tên họ Trần kia có khi nào có tâm lý biến thái không? Mình thấy cậu mới có tâm lý biến thái ấy. Người ta muốn tốt cho cậu, thấy gần đây tâm trạng cậu không tốt, khó khăn lắm mới nghĩ ra được cách đó cho cậu, mà cậu lại nói người ta có tâm lý biến thái. Cậu có biết cái gì gọi là đền ơn đáp nghĩa không? Sao cậu vô lương tâm như vậy? Không phải mình không có ý đó. Nếu anh ta thích mình thì cứ nói thẳng với mình là xong. Cho dù không đồng ý, mình cũng đâu có giết anh ta đâu. Từng này tuổi đầu rồi mà cứ ổng a ổng ẻo, có phiền không cơ chứ? Người ta không nói với cậu là vì người ta ngại, cậu biết không? Người ta xấu hổ đó. Cậu giống người bình thường sao? Cậu là minh tinh cao quý biết bao. Người bình thường như bọn mình ở bên cậu sẽ có khoảng cách, cậu hiểu không?
Theo như cậu nói thì cả đời này mình khỏi cần đi lấy chồng đúng không? Giống như cậu nói cậu không muốn lấy chồng mà. Đó là vì chưa gặp người thích hợp. Tô tay to mặt lớn. Mình biết những người không muốn kết hôn như cậu sớm muộn cũng có thời kết mà. Mình nói cậu nghe, nếu cậu thực sự có ý với người ta, cậu cứ ra hiệu ngầm với người ta đi. Chứ biết chừng người ta sẽ dũng cảm hơn. Cậu không bị gì đó chứ? Mình không thích anh ta, sao mình phải ra hiệu ngầm? Cho dù thích thì mình cũng không ra hiệu ngầm đâu. Có vậy thôi mà cũng không dám. Thì sao mình phải ở bên người như vậy? Cậu cứ cứng miệng đi. Được rồi, cậu không nói thì để mình nói giúp cậu. Chị à, chị làm ơn ngưng lại giùm tôi, đừng gây thêm phiền phức cho mình nữa. Lỡ khiến sự gì trở nên mập mờ thì mất tự do lắm. Có gì mập mờ chứ? Cậu đừng cứng miệng. Cậu tưởng mình không biết mình cậu sống trong căn nhà to như vậy, chỉ có một mình cô đơn quạnh quẻ. Chị là phụ nữ, chị hiểu mà. Nguyệt à, mình hiểu cậu nhất. Cậu yên tâm, nếu cậu ngại mở miệng thì chị đây sẽ giúp cho cậu. Mình có thể che chở cho cậu. Được, thế mình hết lòng vì bạn bè chứ? Hết mình vì bạn bè, mình không đùa với cậu đâu. Mình thực sự không có cảm giác với Trần Bằng. Nếu cậu làm loạn cả lên thì cậu tự giải quyết đi. Được rồi, cậu cứng miệng chứ gì? Cùng lắm mình cua luôn anh ta. Được rồi chứ? Lưu Đại Hiệp, không ngờ cậu cũng dao động. Gần quan được ban lộc, chúc cậu thành công. Mình đạp chết cậu này, mình đạp chết cậu. Có phải cậu bị Lục Tay Đặt tẩy não rồi không? Cậu nói cái gì? Cái gì mà tẩy não? Nếu tẩy não cũng là mình tẩy não anh ta. Cậu tẩy não anh ta sao? Cậu nói thật đi, cậu có ý với người ta không? Cậu muốn biết sao? Để mình nói cậu biết. Cậu im ngay đi. Chuyện gì vậy chứ? Chẳng có chỗ nào đáng tin cả. Mình nghĩ nơi rộng lớn như vậy chắc chắn có phòng phù hợp với chúng ta. Chắc chắn rồi. Thật đó. Chỗ vừa nãy bé quá. Đi. Không cần đọc kỹ nữa đâu. Hợp đồng chúng tôi làm là chặt chẽ nhất. Cả đài đều cùng một bản mẫu. Mỗi điều khoản đều rất công bằng, nghiêm binh, hợp lý, hợp pháp. Tôi biết, tôi biết. Tôi không nghi ngờ gì. Chỉ là thói quen nghề nghiệp. Nhìn thấy hợp đồng là lại suy tư. Anh đừng nghĩ nhiều. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Ba bên ký tên thôi nào. Để tôi ký trước. Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, Tô Nguyệt chỉ tuyên truyền trên báo và tạp chí. Mỗi một bức ảnh, mỗi một câu tuyên truyền đều phải được đài chúng tôi xét duyệt, không thì không được công bố. Cậu hiểu chứ? Tôi hiểu. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình, trân trọng và bảo vệ hình tượng của Tô Nguyệt, bảo đảm lành mạnh tích cực. Những thứ không lành mạnh tôi cũng sẽ không chụp hay không quay. Sếp bạn yên tâm, trước giờ tôi luôn yêu cầu theo tiêu chuẩn cao, kiên quyết phản đối những thứ dung tục. Được. Được, vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi đi trước đây. Cảm ơn. Đi tiễn thần tài của chúng ta đi. Được. Tiễn tôi đến đây là được rồi. Mình tôi đi xuống là được. Để tôi liên lạc xong xuôi với nhiếp ảnh gia sẽ gọi điện cho cô. Được, vậy anh đi thông thả. Còn có việc gì sao? Không có gì. Tôi đi đây. Tạm biệt. Lệ bà lệ mê, nhát như cái. Mình có khoảng cách lớn đến vậy sao? Nói một câu thích tôi thôi mà. Tôi cũng đâu có ăn thịt anh. Không dũng cảm một chút nào. Đúng là đồ ngốc. Anh độc thân thì đáng đời lắm. Sếp à,
Tôi cũng coi như đã vượt qua 9981 kiếp nạn rồi. Hơi quá rồi nhé. Đâu ra 9981 kiếp nạn? Không được nói chuyện cảm tính. Vậy anh nói xem, mấy trăm ngàn tệ tôi kiếm cho anh được coi là một lý do anh cố gắng giúp tôi gánh vác được không? Có chứ, đương nhiên là vậy rồi. Ngày nào các kênh cũng bảo tôi nâng cao chất lượng chương trình, nhưng lại không cấp tiền, không tăng thêm ngân sách. Sao tôi nâng cao được chất lượng chương trình chứ? Bây giờ tốt rồi, không cần tiền của họ nữa. Tô Nguyệt nhà ta tự kiếm về. Ai còn dám yêu cầu điều cô đi nữa? Nếu ai muốn điều cô đi, tôi sẽ trở mặt với kẻ đó. Tôi sẽ ngăn kẻ đó lại. Đúng vậy, phải ngăn người đó lại. Cuối cùng tôi cũng nhìn ra được, vẫn là tiền hữu dụng nhất. Những cái khác chỉ là phù du thôi. Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ? Mẹ sắp ngủ rồi. Có chuyện gì? Con muốn mượn nước tẩy móng của mẹ. Cái của con dùng hết rồi. Điệu đà quá. Đây, con cầm lấy đi. Con làm gì vậy? Đây là cái gì? Con nhìn thấy rồi mà còn hỏi mẹ làm gì? Sao mẹ lại thuê người theo dõi anh Tây Nặc chứ? Không sai, là mẹ thuê người chụp ảnh đó. Sao mẹ lại làm như vậy? Nếu mẹ không làm như vậy thì chúng ta có thể biết chuyện mà Lục Tây Nặc nó làm ra hay sao? Đến lúc đó người ta anh em với nhau rồi. Con vẫn còn ngu ngốc, si mê chờ đợi. Nhưng bây giờ biết phải làm sao? Ngoài gì biết con tự biết sự thật tàn khốc này, mẹ đó còn biết con còn có thể làm gì được nữa? Chính vì không thể đối diện nên con chọn trốn tránh sao? Con không trốn tránh, lẽ nào con chấp nhận sao? Yên tâm đi, nếu đã biết rồi thì mẹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mẹ đã nghĩ kỹ, mẹ sẽ đích thân đi tìm mẹ của Lục Tây Nặc. A Mẫn, lần này mẹ nhất định sẽ giúp con được Lục Tây Nặc thừa nhận, ngồi vững vị trí bạn gái của nó. Mẹ đừng làm chuyện vô ích được không? Đâu phải mẹ không biết, mẹ của anh Tây Nặc cũng không thích con lắm. Được rồi, đừng có nói nhiều với mẹ. Bây giờ bất kể con có nói gì, mẹ cũng sẽ làm như vậy. Nghĩ xem con và Tây Nặc bên nhau bao nhiêu năm nay, bây giờ phải trơ mắt nhìn con bị một đứa ức ơ nào đó cướp mất vị trí của mình. Mẹ không nuốt trôi cục tức này. Cái gì mà con với anh ấy bên nhau bao nhiêu năm? Con với anh Tây Nặc cũng có gì đâu. Hơn nữa chúng ta lấy lập trường gì đến tìm người ta? Lập trường dựa vào lời hứa của Lục Tây Nặc với con, với nhà chúng ta, đây chính là lập trường của chúng ta. Chúng ta vì ai mà mất đi ba của con? Con vì ai mà bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở cạnh cậu ta mãi không rời? Bây giờ con trai mà ta làm ra chuyện này, mẹ nó không quản hay sao? Mẹ, nếu mẹ thực sự muốn tốt cho con thì chuyện này cứ để con tự giải quyết. Con, Lưu Lâm, giám đốc Trần, sao anh vẫn chưa về? Vừa nãy công ty có chút việc, để tôi đưa cô về, tiện đường mà. Không cần, tôi ngồi xe bus được rồi. Lên xe đi, tôi có chút việc của công ty muốn bàn với cô. Vậy được. Thế nào, lần này đến đài truyền hình ký hợp đồng, có bày tỏ tình cảm với Tô Nguyệt không? Chăm lo cả việc công lẫn việc tư. Cô đừng đùa nữa, tôi nào dám. Cách biệt quá lớn. Sao anh lại nghĩ như vậy? Nếu anh thích người ta thì nên bày tỏ. Cô ấy có đồng ý hay không là việc của cô ấy. Anh có nói hay không là việc của anh. Tô Nguyệt từng nhắc với cô về tôi sao?
từng nhắc đến. Nhưng bà cô ấy là người không thích bày tỏ suy nghĩ cho lắm. Tôi cũng không biết rốt cuộc trong lòng cô ấy nghĩ gì. Có điều anh yên tâm, chỉ cần anh nỗ lực rồi sẽ có hy vọng thôi. Phụ nữ đôi lúc sẽ như vậy, miệng cứng lòng mềm. Cô đừng an ủi tôi nữa. Khả năng của tôi thế nào tôi hiểu rất rõ. Thôi thì đừng phá hoại mỹ cảm này. Dù sao thì đây là chuyện của anh. Người chịu dày dò cũng là anh. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cứ để tùy duyên đi. Cô uống nước không? Được, cảm ơn. Cầm làm gì vậy, uống đi chứ. Cô nhìn cô đi, tôi không khác. Cô cứ nhìn cô đi, chỉ có một chai nước thôi mà còn lần lửa. Khoảng cách của cô cũng không kém gì Tô Nguyệt. Sau này tôi còn phải nhờ cô giúp đỡ. Cứ coi như là của đút lót nho nhỏ đi. Một chai nước chỉ là chút tâm ý. Được. Phải rồi. Sao vậy? Không phải anh nói có gì công ty muốn nói với tôi sao? Phải rồi. Tài liệu này cô cầm về xem đi. Đây là cái gì? Đây là một số tài liệu chiến lược nổi bật do bộ phận marketing chúng tôi thực hiện. Cô cầm về nghiên cứu kỹ đi. Chứ biết chừng sẽ có gợi ý cho dự án vô tích của cô. Tốt quá rồi. Gần đây chính vì dự án này tôi đau đầu muốn chết đi được. Mãi chẳng nghĩ ra được cách nào hay. Tôi nghĩ cái này sẽ có ích với tôi. Cảm ơn anh nhé. Không vội, cứ từ từ. Những điểm tốt sẽ luôn xuất hiện đột ngột. Có lúc cũng cần chút duyên phận. Có lý. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Chỉ có anh và Tô Nguyệt tôi sẽ để tâm. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Tôi chỉ đợi câu nói này của anh. Được rồi, tôi đi trước đây. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn. Alo, giám đốc, có chuyện gì sao? Có một tài liệu tôi cần dùng, nhưng vô tình để lẫn trong sắp tài liệu kia rồi. Bây giờ tôi lên trên lấy có được không? Được, anh lên lấy đi. Được, cảm ơn cô, tạm biệt.
Lưu Lâm, cô sao vậy? Đầu tôi hơi... Sao sắc mặt khó coi vậy, không nghiêm trọng chứ? Lưu Lâm, 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 tỉnh lại đi, Lưu Lâm, Lưu Lâm. Sếp Lục, sao lại đến đây? Sao như vậy? Tôi không biết, tôi đến lấy tài liệu thì cô ấy đột nhiên ngất xỉu. Mau đưa cô ấy tới bệnh viện đi. Dạ. Mau đưa lên xe tôi. Để cô ấy vào xe tôi đi. Đâu? Mau lên. Sếp Lục, sao lại đến đó? Tôi có việc của tôi. Phải rồi, vừa rồi hai người xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên quấy lại ngất xỉu? Tôi cũng không biết. Có thể thời gian này áp lực công việc lớn quá. Cô ấy vội làm dự án tuyên truyền tôi giao cho, cho nên không nghỉ ngơi tử tế. Được, tại tôi. Tại tôi tạo áp lực cho cô ấy, ép cô ấy quá. Được rồi, cậu về trước đi. Mình tôi ở đây được rồi. Sếp Lục à, vậy còn không mau đi đi. Tạm biệt sếp Lục. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Khó khăn lắm mới tạo được cơ hội, lại sôi hỏng bỏng không rồi. Bác sĩ, cô ấy bị làm sao vậy? Cô gái này muốn tự sát. Tự sát? Không thể nào. Tại sao lại nói như vậy? Triệu chứng cô ấy không giống có vấn đề về sức khỏe, mà giống như đã dùng thuốc an thần quá liều. Thuốc an thần? Chuyện này không thể nói bừa được. Anh phải chẩn đoán chính xác. Muốn chẩn đoán chính xác thì phải lấy máu làm quá nghiệm, phải dùng máy móc kiểm tra. Anh cũng đừng nôn nóng. Bây giờ cô ấy đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Điều này anh có thể yên tâm. Không phải cô ấy ngộ độc thuốc chứ? Không phải, bây giờ cô ấy đang ngủ say. Các chỉ số sức khỏe cũng bình thường. Để cô ấy tỉnh lại sẽ không sao cả. Hơn nữa chúng tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi. Theo như bình thường thì nửa tiếng nữa sẽ ổn. Sau đó anh có thể đưa cô ấy về nhà, nghỉ ngơi một chút là không sao. Được.
Cảm ơn anh. Anh ơi, tôi muốn mua cái này. Được, cái đó 65 tệ. Cảm ơn anh. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Tạm biệt. Ngọc Mẫn, giám đốc Trần, sao lại ở đây? Đúng lúc tôi đi ngang qua. Mua đồ sao? Tôi đi dạo xung quanh đây thôi. Anh vừa từ công ty qua đây sao? Không phải, tôi và sếp Lục đến bệnh viện xử lý chút việc. Các anh đến bệnh viện làm gì? Cũng không có chuyện gì. Cô đừng có nghĩ nhiều. Tôi đừng nghĩ nhiều gì chứ. Tôi có thể nghĩ nhiều làm sao? Không phải anh Tây Đặt xảy ra chuyện gì chứ? Không phải đâu, anh ấy rất tốt. Dạ, tôi sợ hết hồn. Vậy các anh đến bệnh viện làm gì? Thật sự không có chuyện gì đâu. Anh nhìn anh đi, còn không nói được với tôi sao? Không có gì mà giấu giếm như vậy làm gì? Chỉ là một nhân viên nữ. Ở công ty chúng tôi bị bệnh. Tôi và sếp Lục cùng đưa cô ấy đến bệnh viện. Vậy bây giờ anh Tây Đặt đâu? Sếp Lục đang ở bệnh viện chăm sóc cô ấy. Anh ấy bảo tôi về trước. Sếp Lục quan tâm cấp dưới, bảo tôi về trước nghỉ ngơi. Còn quan tâm cấp dưới đến vậy sao? Vậy đồng nghiệp kia là ai? Chính là đồng nghiệp nữ mới đến của bộ phận chúng tôi. Một cô gái rất xinh đẹp. Lưu Lâm sao? Đúng vậy, cô cũng biết cô ấy à? Cũng không quen lắm. Cô muốn đi đâu? Tôi chở cô đi một đoạn. Không, không cần đâu. Nhà tôi ở ngay gần đây. Tôi đi bộ vài bước là đến. Vậy tôi đi trước đây. Giám đốc Trần, còn có chuyện gì sao? Họ ở bệnh viện nào vậy? Ở bệnh viện công ty chúng tôi khám sức khỏe. Cô muốn đến đó sao? Không, không, tôi chỉ hỏi đại thôi. Được, vậy tôi về trước đây. Được. Hoài chuyện tốt của tôi, Lục Tây Đặt. Anh đừng tưởng tôi không biết chuyện của anh và Ngọc Mẫn. Cô tỉnh rồi sao? Số mấy đây? Là hai. Tôi đâu phải đứa ngốc. Thì tôi sợ cô trở thành đứa ngốc mà. Đây là đâu vậy? Đây là bệnh viện. Sao tôi lại ở bệnh viện?
Chị à, không phải chị mất trí nhớ đó chứ. Anh mới là mất trí nhớ. Nhưng không phải ban nãy tôi vẫn ở nhà sao? Trần Bằng còn đang ở nhà tôi. Sao anh lại ở đây? Là hai chúng tôi cùng đưa cô đến bệnh viện. Cậu ta về trước rồi. Sao anh lại kéo tay tôi? Buông ra đi. Nào, từ từ thôi. Bây giờ cô có cảm giác gì? Đau đầu quá, cả người không có sức. Sao tôi thấy người cứ lâng lâng như vậy? Không phải tôi đang nằm mơ đó chứ? Đúng là đang nằm mơ. Anh làm gì vậy? Vẫn biết đau sao? Phí lời. Không phải cô đang nằm mơ sao? Cho dù nằm mơ cũng không mơ đến anh đâu. Tôi nói này, có phải cô thích nói lời ngược lòng không? Chắc chắn là cô toàn nằm mơ thấy tôi. Ngạo mạn. Cô cũng phải biết đền ơn đáp nghĩa chứ. Tôi là người cứu cô đến đây. Tôi ở đây với cô cả đêm. Cô không nói một câu cảm ơn thì ít nhất thái độ cũng phải hòa nhã chứ. Được. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cảm ơn sếp. Được rồi chứ. Tôi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ không nói tôi bị làm sao à? Bác sĩ nói hoặc là mệt quá, hoặc là buồn ngủ quá, hoặc là ăn uống cái gì đó không nên đưa vào miệng. Bác sĩ dớ dẫn gì vậy? Nói không đáng tin chút nào. Mặc kệ đúng hay sai, bác sĩ nói cô tỉnh lại rồi thì không sao nữa. Cô làm gì vậy? Cô còn... Anh đỡ tôi đi. Gọi tôi sao? Chân tôi đi không nổi. Nói cái gì? Cảm ơn. Được, không có gì. Đưa tay cho tôi. Bao lên. Nào, tôi nói anh đỡ tôi chứ có bảo anh bế tôi đâu. Sao nhiều chuyện vậy? Bế xong rồi, đi thôi. Nào, từ từ thôi. Thực ra nhìn kỹ thì thấy anh ấy cũng không phải người u tối cho lắm. Đương nhiên, cho dù ngoài mặt u tối thì nội tâm của tôi cũng kiểu sáng chói như ánh mặt trời. Thực ra có bờ vai một người đàn ông kề bên cũng rất tốt. Tất nhiên rồi, phụ nữ có kiên cường đến mấy cũng sẽ có mặt yếu đuối. Lúc gặp khó khăn đều hy vọng có bờ vai một người đàn ông làm chỗ dựa. Lúc này mềm yếu một chút cũng không mất mặt. Không mất mặt sao? Như vậy có được coi là cử chỉ xuồng xả không? Không phải đâu. Cũng đúng. Con người khi bị bệnh, không chỉ sức khỏe suy yếu, mọi nội tâm cũng yếu theo. Vậy thì đừng gắng gượng nữa. Cô cứ dựa vào đi. Tôi cho cô dựa. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Sao trong lòng tôi nghĩ gì anh đều biết vậy? Cũng kiểu kiểu như vậy. Sao anh biết được? Tôi đoán đó. Đoán chuẩn vậy sao? Chuẩn à?
chuẩn đến khiếp sợ. Đây có thể gọi là tâm linh tương thông không? Đương nhiên là không. Anh tên Đạt. Ngọc Mẫn, sao em lại đến bệnh viện? Em hơi khó chịu nên đi khám bác sĩ. Em khó chịu ở đâu, có nghiêm trọng không? Không sao đâu anh Tây Đạt. Ngọc Mẫn, hôm nay tôi không được khỏe nên sếp Lục đưa tôi đến bệnh viện. Chúng tôi không có gì cả. Cô đừng hiểu lầm nhé. Không có gì, tôi không hiểu lầm đâu. Anh Tây Đạt trước giờ đều hay chăm sóc cấp dưới. Cô đừng nghĩ nhiều là được. Đúng không anh Tây Đạt? Cũng đúng. Chỉ cần cô không hiểu lầm là được. Chuyện này có gì đáng để hiểu lầm? Cô nghĩ nhiều rồi. Cô nói như vậy ngược lại sẽ khiến anh Tây Đạt hiểu lầm tôi. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói là sếp Lục là sếp của tôi. Tôi rất kính trọng anh ấy. Chúng tôi thực sự không có gì cả. Tôi chỉ đưa cô đi khám bệnh thôi mà. Có gì phải xấu hổ chứ?